Chưa được lộn không? Thẳng vào. Không phải bật. Mạnh lộn đi, Đức lộn đi, Vương vào lộn đi. Lộn cuốn vai thôi, lộn cuốn vai giống nãy Quang là đúng mà. Cong vào là được. Đấy. Đúng rồi, Đức, ôi giời, thằng này lại lộn giỏi nhất đội luôn. Đúng rồi. Vương đứng dậy. Chuẩn luôn.